Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 47. Theo hành động quét ngang không trung của cậu ta, một vết mực nhàn nhạt hiện lên trên cổ của Phan Vân Long, che đi vết sẹo màu trắng. Màu mực bỗng nhiên lóe lên, lúc ẩn lúc hiện, khi màu mực nhạt dần, vết sẹo màu trắng kia cũng biến mất. Mọi người thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, không ai dám lên tiếng, chỉ sợ sẽ làm phiền đến việc thi pháp vị thiếu niên kia. Nghiêm Cẩn Khế thở ra một hơi, cất bút lông đi. Lâm Vân vui vẻ hỏi, đã xong rồi sao? Nghiêm Cẩn nói, em không có thuật hồi xuân như anh rể, chỉ có thể giúp anh ta khép lại miệng vết thương, hòa tan một ít máu ứ đọng chảy vào khí quản làm tắc nghẽn phổi, tính mạng thì bảo vệ được, nhưng anh ta mất máu quá nhiều, nguyên khí bị tổn hại nặng nề, phổi cũng chưa thông hết, muốn khôi phục hoàn toàn thì phải đi tìm bác sĩ. Lâm Mộng Đình cảm thấy rất kinh ngạc trước tu vi của Nghiêm Cẩn. Chẳng qua cô hiểu rõ, đạo pháp của Nghiêm Cẩn không phải do Lý Dục Thần truyền dạy, mà là có một cơ duyên khác, Lý Dục Thần chỉ đóng vai trò điểm hóa. Cái này gọi là mỗi người có một cơ duyên của riêng mình, muốn hâm mộ cũng không hâm mộ được. Lâm Vân nói, như vậy cũng tạm được, cái này gọi là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chẳng qua tên còn lại thật sự đáng chết. Cậu ta cười khẩy đi về phía Vinh Quảng Kiệt. Lúc này... Vinh Quảng Kiệt đã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Ngay cả đại sư huynh vừa bị thằng nhóc này cắt cổ, bây giờ lại được cứu sống như kỳ tích, hai thiếu niên đã không còn là con người nữa, đây rõ ràng là Diêm Vương. Sống, muốn người khác sống thì họ phải sống, muốn người khác chết thì họ phải chết. Vinh Quảng Kiệt giấy giụa muốn trốn thoát, nhưng cũng muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, căng thẳng đến mức đi bậy ra quần. Lâm Vân che mũi lại, mắng, chết tiệt, mùi ghê quá. Cậu ta không còn hứng thú trừng trị Vinh Quảng Kiệt nữa. Lúc này, người nhà họ Vương cũng đã phong tỏa bên ngoài, hoàn thành việc xử lý người vây xem. Vương Bách Thuận bịt mũi, nói với Lâm Mộng Đình, cô Lý, còn có hai vị thiếu gia, mời mọi người đến nhà nhỏ của tôi uống trà. Nơi này cứ giao cho người của tôi xử lý là được. Lâm Mộng Đình cũng có chút không chịu nổi thứ mùi này, gật đầu nói, được, vậy thì làm phiền tứ gia. Vương Bách Thuận liếc nhìn Phan Vân Long, thì thầm vào tai người của mình vài câu rồi dẫn bọn họ rời khỏi Phan Gia Viên. Hầu Thất Quý vốn dĩ muốn ở lại, dù sao đây cũng là cửa hàng của ông ta, nhưng tay của ông ta bị thương, Vương Bách Thuận muốn đưa ông ta đi bệnh viện. Tuy nhiên, Lâm Mộng Đình lại nói không cần, cô muốn chờ Lý Dục Thần đến chữa trị. Thật ra Lý Dục Thần đã tới từ lâu, lúc này, anh đang đi dạo ở khu chợ gần đó. Mà những chuyện xảy ra ở đây không thoát khỏi thần thức của anh. Anh cố ý không xuất hiện, chính là muốn nhìn một chút, xem thử Lâm Vân và Nghiêm Cẩn đã tiến bộ đến đâu, bọn họ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Anh thật sự không quan tâm liệu Phan Vân Long có chết hay không. Nếu Lâm Vân giết anh ta thì cũng chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên, anh đồng ý với lời dạy dỗ Lâm Vân của Lâm Mộng Đình. Lý Dục Thần biết rất rõ mình quá lợi hại trong thế giới trần tục này. Anh cố tình để lại vết thương của kiếm huyền minh trên chân, dạy thần chú cho Lâm Mộng Đình để phòng ngừa bản thân mình mất khống chế, mà lạm dụng năng lực. Ngoại trừ việc chăm sóc tốt chính mình, cũng phải quản lý tốt người bên cạnh. Từ xa xưa, kẻ mạnh đều có khả năng tự kiềm chế bản thân, nhưng lại đều thất bại trong tay người bên cạnh. Lâm Mộng Đình trừng mắt lườm cậu ta, bước nhanh đến trước mặt Lý Dục Thần, nói, Dục Thần, anh đã đến rồi, tất cả thuận lợi chứ? Lâm Vân sốt ruột, đứng phía sau dậm chân liên tục, trong lòng tự nhủ, khó trách mẹ nói bà chị mình là con nhỏ ngốc nghếch, lúc này còn không ôm ấp, chẳng biết chút tình thú nào cả. Phụ nữ không biết làm nũng, bề ngoài có xinh đẹp nữa thì làm được cái gì? Thuận lợi. Lý Dục Thần gật gật đầu, nói hai chữ, sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình bị anh nhìn đến mất tự nhiên, hỏi lại, anh nhìn em làm gì? Em, nói sai điều gì sao? Lý Dục Thần nhỏ giọng đáp, anh nghe thấy lời Tiểu Vân nói. Hả? Lâm Mộng Đình còn chưa phản ứng kịp, bỗng nhiên đã được Lý Dục Thần ôm vào lòng, nũng nịu hô lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lâm Vân vỗ đùi, hì, vẫn là anh rể thành thạo. Rốt cuộc trên núi Côn Luân đã dạy cái gì, quả là để cho người ta ước ao. Đám người Vương Bách Thuận và Hầu Thất Quý trông thấy cảnh tượng này, đều dừng lại bước chân, hiểu ý cười. Hai người sợ bọn họ xấu hổ, nên cố ý quay. Mặt sang chỗ khác nói chuyện. Ông chủ Hầu, ông xem cửa hàng bên này thế nào?
cửa hàng kia của ông bị đập tan nát rồi, lại còn có điểm xấu, tôi đổi cho ông một cái khác đi. Ôi, vậy thì cảm ơn tứ gia quá. Lâm Vân và Nghiêm Cẩn cũng câu được câu không nói chuyện. Nghiêm Cẩn, em nói xem, rốt cuộc anh rể là người hay là tiên? Tiên, có điều, tiên cũng từ người mà lên. Em cảm thấy, tiên là người tiến hóa cao cấp hơn một chút. Thế theo em, nửa người nửa tiên như anh rể có cần bao không? Gì cơ, Nghiêm Cẩn còn đang suy nghĩ về định nghĩa tiên, nhất thời nghe không hiểu ý của Lâm Vân, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Cậu ta sâu sắc cảm thấy ông anh họ này của mình có mạch suy nghĩ thật là kỳ quặc, quả thực từ trước đến nay chưa từng có. Em nói anh rể có biết cái này hay không? Có lẽ trên núi Côn Luân không có món đồ chơi này. Nghiêm Cẩn, không thì chốc nữa em đi mua hai cái về, tối nhét vào trong phòng anh chị đi, Lâm Vân xúi giục. Tại sao lại là em đi? Nghiêm Cẩn bất mãn nói, anh đi không được à? Lâm Vân cười hì hì đáp, chẳng phải là anh sợ bị chửi sao? Em là em họ, chị anh sẽ không mắng em. Lâm Mộng Đình bị Lý Dục Thần ôm lấy, trái tim đập bình bịch nhảy loạn. Cô tránh ra khỏi vòng tay Lý Dục Thần, đỏ mặt nói, Dục Thần, anh đừng như vậy, mấy người ông chủ hầu còn đang nhìn đấy. Lý Dục Thần cười ha ha, lúc này mới đi lên trước, gọi người, vị này là Vương Tứ ra đi. Vương Bách Thuận vội vàng đáp lễ, cậu Lý, kính đã lâu. Lý Dục Thần nói, chuyện ngày hôm nay đa tạ Tứ ra ra mặt. Bằng không thì phía sau chúng tôi còn có một đống chuyện phải đi chùi đít. Vương Bách Thuận cười ha hả đáp, cậu Lý khách khí quá, nơi này nói chuyện không tiện, xin mời rời bước vào sân nhỏ bên cạnh. Một đoàn người đi theo sự hướng dẫn của Vương Bách Thuận đến vườn hoa nhỏ tư nhân của ông ta. Nơi này là chỗ tiếp khách của ông ta, cũng là nơi lưu trữ tư nhân của ông ta. Bên trong toàn là đồ dùng trong nhà thời Minh Thanh, tranh chữ của các học giả tiếng tăm nhiều đời, chẳng khác gì một bảo tàng cỡ nhỏ. Đi tới phòng trà, Vương Bách Thuận tự mình đun nước pha trà. Mà Lý Dục Thần thì trị thương cho Hầu Thất Quý. Mặc dù đã biết từ trước, nhưng lúc nhìn thấy tay của Hầu Thất Quý, anh vẫn nhíu mày. Là ai ra tay? Là Vinh Quảng Kiệt, con nuôi của Tần gia. Vương Bách Thuận tưởng Lý Dục Thần vẫn chưa biết chuyện xảy ra trong cửa hàng của Hầu Thất Quý, cho nên kể lại tựu từ đầu đến đuôi câu chuyện. Hầu Thất Quý và Lâm Mộng Đình bổ sung thêm chi tiết. Xác minh lẫn nhau như này. Mọi chuyện cũng rõ ràng. Lâm Vân nói, anh rể, tên kia đã bị em phế đi hai cánh tay. Nếu không phải hẳn ta bậy ra đúng quần, thối chết người, chỉ bằng việc hắn ta dám nói ngủ chị em nhất định phải lấy mạng chó của hắn ta. Tiểu Vân, Lâm Mộng Đình vội vàng quát cậu ta ngưng lại. Lý Dục Thần gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, anh không hỏi nhiều, bắt đầu cho trị liệu vết thương trên tay ông chủ hầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hầu Thất Quý sững sờ, trong lòng dâng trào kích động. Ông ta đã sớm muốn làm cùng Lý Dục Thần, cho nên ngay cả cửa hàng tứ gia cho cũng không cần. Nhưng trong lòng ông ta vốn nghĩ, trở thành một tay sai, làm chút buôn bán không sạch sẽ thay anh. Lý Dục Thần vừa mở miệng đã bảo ông ta đến làm quản gia. Ở hào môn thế gia, quyền lực của quản gia rất lớn, cũng có địa vị vô cùng quan trọng trong gia tộc. Nhà họ Lý vừa trở về thủ đô, hiện tại đi theo Lý Dục Thần, làm quản gia cho căn nhà của họ Lý. Chỉ cần ông ta nỗ lực làm việc, công tác không ra sai lầm, tương lai không phải ngồi ổn vị trí tổng quản. Vương Bách Thuận cũng khá giật mình, không nghĩ tới Lý Dục Thần coi trọng Hầu Thất Quý như vậy. Có điều, từ mánh khóe giật dây tặng ngọc hôm nay của Hầu Thất Quý, ông ta đích xác có tố chất làm quản gia. Vương Bách Thuận cười ha ha, nâng ly trà lên cao. Đưa đến trước mặt Hầu Thất Quý, nói, xem ra thực sự phải gọi ông một tiếng Hầu gia rồi, ha ha ha, Hầu gia, mời dùng trà. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đều cười tủm tỉm nhìn ông ta. Hầu Thất Quý biết, thời khắc quan trọng nhất cuộc đời ông ta tới. Bàn chân giấu dưới chân bàn khẽ run rẩy, hai tay bên chân lặng lẽ nắm chặt thành quyền, cố gắng giảm bớt tâm trạng căng thẳng. Ông ta mang theo vài phần kích động, nâng ly trà lên. Uống một hơi cạn sạch, nói với Lý Dục Thần. Cậu Lý, được cậu yêu ái, tuổi già của Hầu Thất Quý tôi giao cho nhà họ Lý. Vương Bách Thuận vỗ tay, mọi người đều mỉm cười, nâng chén uống. Cứ như vậy, Hầu Thất Quý quyết định trở thành quản gia của căn nhà của họ Lý tại thủ đô. Lý Dục Thần thu hồi căn nhà của họ Lý, khiến Vương Bách Thuận kinh ngạc vô cùng. Sau khi chúc mừng Hầu Thất Quý vinh danh nhận chức quản gia căn nhà của họ Lý, ông ta cười nói.
Nhắc đến nhà cũ của họ Lý, tôi từng đi qua rất nhiều lần. Tôi còn nhớ rõ cây hoa quế trong sân vườn nhà cậu, khi còn nhỏ tôi đi theo bố đến thăm hỏi, đang chơi đùa trong sân lại nhất thời mắc tiểu, còn bậy bạ ngay dưới gốc cây. Nói xong ông ta tự cười chính mình, dẫn tới những người khác cũng cười theo. Thừa dịp không khí này, ông ta hỏi, cậu Lý, tôi nghe nói căn nhà của họ Lý từ xưa đã ở trong tay nhà họ Na, hẳn là nhà họ Na. Lý Dục Thần cười đáp, nhà họ Na đã hợp tác toàn diện với nhà họ Lý, quyền tài sản căn nhà của họ Lý cùng một vài cơ nghiệp của tổ tiên nhà họ Lý đều đã trả lại cho tôi. Hai ngày này tôi sẽ để tập đoàn kinh lý phái người đến thủ đô, tiếp nhận và quản lý tài sản. Ngoài miệng Vương Bách Thuận trả lời, vậy thật là chúc mừng cậu Lý. Trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Nhà họ Na tự cho mình là hậu duệ hoàng tộc, có tiếng ngạo mạn. Trước đó không lâu, Lý Dục Thần tổ chức lễ đính hôn tại Nam Giang, tập đoàn kinh lý kiêu ngạo ra mắt trước mặt mọi người. Sau đó anh lại làm nổi bật trên đại hội võ lâm, trở thành tông sư đầu tiên của Nam Giang. Vì thế, bốn gia tộc lớn của thủ đô họp lại với nhau. Trong buổi họp phe hùng hồn nhất chính là nhà họ Na, nói là tuyệt đối không thể làm nhà họ Lý phục hưng. Thật chẳng thể ngờ, nhà đầu tiên hợp tác nhà họ Lý lại là nhà họ Na. Vương Bách Thuận không biết Lý Dục Thần dùng thủ đoạn gì. Trong mấy ngày ngắn ngủi anh đến thủ đô, hết làm khiếp sợ nhà họ Bạch, lại đến thu phục nhà họ Na, hôm nay dẫm Tần ra một chân. Xem ra, xu thế trỗi dậy của nhà họ Lý đã không thể ngăn cản. Nhưng cứ như vậy, ông ta cũng có điều lo lắng, nhà họ Vương nên đối mặt như thế nào? Nói cho cùng, hiện tại nhà họ Vương đang cầm cờ đi trước. Nếu cứ mặc kệ nhà họ Lý nhảy vào, thậm chí uy hiếp đến địa vị của nhà họ Vương, chỉ sợ người trong gia tộc sẽ không đồng ý. Bất luận như thế nào, Vương Bách Thuận quyết định, trở về nhà nhất định phải nói chuyện rõ ràng với người anh cả Vương Bách Xuyên, nhà họ Vương không thể đi ngược chiều gió. Ông ta vẫn chưa được chứng kiến bản lĩnh chân chính của Lý Dục Thần, nhưng chỉ riêng tài trí của cô Lý và bản lĩnh của hai thiếu niên kia, đã rất đáng gờm. Vương Bách Thuận vô cùng may mắn, hôm nay ông ta làm ra lựa chọn chính xác, không đắc tội cô Lý, điều này khiến ông ta và nhà họ Vương có thể tiến, có thể lùi giữa những biến động bất ngờ trong tương lai tại thủ đô. Vương Bách Thuận vừa nói vừa đẩy hộp đến trước mặt Lâm Mộng Đình. Ông ta làm việc rất khôn khéo, không nói đưa tặng Lâm Vân, mà tặng cho Lâm Mộng Đình, không những càng có vẻ trịnh trọng, còn cho đối phương quyền tự do xử lý. Lâm Mộng Đình giữ lại cho mình, hay trả lại cho Hầu Thất Quý, hoặc qua tay tặng cho vị sư phụ vinh môn kia, thì không còn liên quan đến ông ta nữa. Lâm Mộng Đình vốn sẽ không nhận lấy, nhưng nghe có liên quan đến vinh môn, cô nhìn thoáng qua Lý Dục Thần. Thấy Lý Dục Thần gật đầu, cô mới hộp ra, cầm con sư tử bằng ngọc lên, nhìn qua rồi đưa cho Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nhận lấy, ngón tay khẽ lướt qua miệng con sư tử, sau đó trả lại sư tử cho Lâm Mộng Đình, khẽ gật đầu với cô. Lâm Mộng Đình hiểu ý, thả sư tử lại trong hộp, cười nói với Vương Bách Thuận, tứ gia có ý tốt, tôi sẽ thu vật này. Chỉ là chúng tôi tới vội vàng, trên người không có quà cáp gì, tương lai có cơ hội tôi sẽ đáp lễ cho tứ gia sau. Phần tình nghĩa này của tứ gia, tôi và Dục Thần nhớ kỹ. Vương Bách Thuận cười ha ha đáp, phu nhân khách khí quá. Vật ngoài thân, không cần nhớ nhung ở trong lòng. Huống hồ đây là hầu gia tặng cho tôi chỉ là mượn hoa hiến Phật. Nếu cô nhớ, cô cũng nên nhớ phần ân tình này của hầu gia. Lâm Mộng Đình thu hộp lại, chỉ thấy tay cô khẽ nhúc nhích, chiếc hộp dài khoảng nửa thước kia bỗng nhiên không thấy. Vương Bách Thuận rất khiếp sợ, vị phu nhân này biết ảo thuật, hay đang gian lận. Ngay cả Lý Dục Thần cũng khá kinh ngạc. Đương nhiên anh biết đồ vật được đưa vào trong chiếc nhẫn trên tay Lâm Mộng Đình, nhưng trước đó, Lâm Mộng Đình còn chưa thể sử dụng nhãn không gian. Pháp bảo loại không gian không phải biết vài câu thần chú là có thể sử dụng. Lúc nếp gấp không gian mở ra, năng lượng của không gian bị bẻ gấy sẽ tràn ra, chỗ tiếp giáp giữa không gian nhỏ và không gian lớn sẽ xuất hiện hiện tượng mai một vật chất. Tại giới tu tiên, rất nhiều đại tông sư luyện khí từng vô ý dẫn tới không gian mai một cái hố đen nhỏ trong lúc rèn đúc pháp bảo loại không gian, chỉ chớp mắt đã nuốt chửng một tông môn, đây đều là chuyện thường xảy ra. Đến khi rèn đúc thành công pháp bảo loại không gian, tương đương với vũ khí hạt nhân đã được bảo hiểm, không phải cứ châm lửa vào là dùng được, mà có trình tự nghiêm ngặt và phức tạp, đi kèm với năng lực và cảnh giới tương ứng.
cũng chỉ có Vạn Tiên Tông Thiên Đô mới có thể chế tạo ra loại túi trữ vật nhỏ gọn tiện lợi mà Lý Dục Thần đưa tặng cho chị Mai dùng. Loại này người nhập môn tu hành có thể dùng được, chỉ là không gian rất nhỏ, không để được bao nhiêu đồ vật. Trong mắt Lâm Mộng Đình lóe lên vẻ hưng phấn, có điều cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Lý Dục Thần cũng không nói gì nhiều, tiếp tục nói chuyện phiếm uống trà với mấy người Vương Bách Thuận và Hầu Thất Quý. Đang lúc bọn họ trò chuyện, có người tiến đến, nói nhỏ vài câu bên tai Vương Bách Thuận. Sắc mặt Vương Bách Thuận thay đổi, đứng dậy nói, cậu Lý, phu nhân, mọi người chờ tôi một lát, tôi ra ngoài một chút liền về. Lâm Vân hết sức bất mãn, ố trà, đưa một cái thiệp mời còn ngang ngược như vậy. Nhìn dáng vẻ kia kìa, ai không biết còn tưởng rằng là tên thái giám đến truyền thánh chỉ đâu. Tiểu Vân, Lâm Mộng Đình quát bảo ngưng lại, con nít con nôi đừng nói lung tung. Lâm Vân bĩu môi, không nói nữa. Vương Bách Thuận lên tiếng, Tôn Trường Hải này là quản gia của Tần gia, cũng là trợ lý của ông ta. Có hai người quan trọng nhất bên cạnh Tần gia, một là Phan Vân Long, vừa bị Vân Thiếu gia đánh trọng thương, một người khác chính là Tôn Trường Hải. Nghe nói Tôn Trường Hải cũng là cao thủ, nhưng rốt cuộc mạnh nhường nào, không một ai biết, dù sao Tân gia rất ỷ vào ông ta. Tôi cũng không ngờ hôm nay ông ta lại đến, cậu Lý, vẫn là cậu có mặt mũi. Ngoài lấy lòng, Vương Bách Thuận cũng đang điều tiết không khí. Lâm Vân không nhịn được chen miệng nói, anh rể, đây là Hồng Môn Yến, đừng để ý đến ông ta. Lâm Mộng Đình cười nói, em đọc xong sử ký chưa, biết cái gì gọi là Hồng Môn Yến không? Lâm Vân đáp trả, Hồng Môn Yến là bài học, sao em không biết được? Lâm Mộng Đình hỏi, nếu biết, vậy em nói thử xem, Lưu Bang có đi dự tiệc không? Đi chứ, nếu Lưu Bang đi, vì sao em lại khuyên anh rể em đừng đi chứ? Này, Lâm Vân sờ đầu, hồ đồ. Chị đã bảo em nên học tập nhiều vào, Lâm Mộng Đình nói, Lưu Bang là đại trưởng phu, chí tại thiên hạ, biết rõ nguy hiểm vẫn còn đi. Anh rể em cũng là đại trưởng phu, sợ gì một bữa Hồng Môn Yến chứ? Chỉ là Lưu Bang đi dự tiệc, văn có Trương Lương, võ có Phản Khoái, em lại xem bên người anh rể có ai, em có thể làm Trương Lương, hay có thể làm Phản Khoái. Lâm Vân nhớ lại các nhân vật trong bài học, quả nhiên Trương Lương Phản Khoái một người mưu kế chồng chất, một kẻ dũng mãnh đứng trước ba quân. Hình như cậu ta không sánh nổi, nhưng trong lòng vẫn không phục. Hầu Thất Quý nói, theo tôi thấy, hai vị thiếu gia cộng lại không hề kém cạnh Phản Khoái, mà chẳng phải cô Lý chính là Trương Lương bên người cậu Lý sao, cho nên bất kể có phải là Hồng Môn Yến hay không, cậu Lý đều có thể bình chân như vi. Mọi người nhìn về phía Lý Dục Thần, đợi anh quyết định. Lý Dục Thần nói với Hầu Thất Quý, thu thiệp mời đi, có đi hay không thì xem tâm trạng của tôi. Lâm Vân nghe xong, trong lòng ngả mũ bội phục, còn phải đến tay anh rể, nhẹ nhàng qua loa, hoàn toàn không để Tần gia này ở trong lòng, còn cao tay hơn cả Lưu Bang. Lý Dục Thần đứng lên từ biệt Vương Bách Thuật, tứ gia, căn nhà của họ Lý mới về tay tôi, đợi đến khi tòa nhà sửa soạn sạch sẽ, lại mời tứ gia qua ngồi. Vương Bách Thuận đứng dậy đưa tiễn. Lại gọi xe đưa họ đến căn nhà của họ Lý. Đến căn nhà của họ Lý, vừa gõ cửa đã có bảo vệ Lý A Tứ tới mở cửa. Thấy cả đám người đến, anh ta hơi choáng váng. Lâm Mộng Đình tò mò, có thêm một bảo vệ từ bao giờ vậy? Lý Dục Thần đơn giản kể lại chuyện tại nhà họ Na, bấy giờ mọi người mới biết, hóa ra Lý A Tứ có lai lịch như vậy. Mấy lần trước đều lén lút đến căn nhà của họ Lý, hiện tại căn nhà này đã quay trở về trong tay nhà họ Lý. Cuối cùng bọn họ cũng có thể quang minh chính đại đi lại trong nhà. Một người là vệ sĩ, Hầu Thất Quý nói, căn nhà của họ Lý to như vậy, chỉ có một mình A Tứ làm bảo vệ chắc chắn không được, tốt nhất là có cao thủ trấn giữ để bảo đảm bình an. Ừ, còn một người nữa thì sao? Người kia là đầu bếp, hào môn thế gia thường xuyên phải mở tiệc chiêu đãi khách quý, đầu bếp tương đối quan trọng. Muốn mời được một vị đầu bếp nổi tiếng cần có duyên phận. Lý Dục Thần cười ha ha, đáp, chuyện này tôi đã nghĩ kỹ rồi. Mộng Đình, chốc nữa em liên lạc với sư phụ Vinh, con sư tử bằng ngọc kia là di vật của sư phụ Nhất Đao Xuân của ông ta, em giao cho ông ta. Mặt khác thương lượng với ông A thử xem, anh muốn để ông ta ở lại nơi này. Có ông ta ở, vệ sĩ và đầu bếp đều giải quyết xong. Lâm Mộng Đình nghỉ ngờ nói, nhưng quan hệ giữa sư phụ Vinh và chị Mai. Lý Dục Thần trả lời. Thủ đô là nơi ông ta sinh ra, cũng là căn cứ địa của Vinh Môn, hẳn ông ta sẽ đồng ý. Hơn nữa,
ba người bọn họ lúc nào cũng quấn lấy nhau, vĩnh viễn sẽ không có kết quả. Nhưng anh làm như vậy chẳng khác gì nghiêng cán cân, giúp đỡ ông chủ Vương, Lâm Mộng Đình hỏi. Anh không thiên vị một ai, chỉ là cơ duyên như thế, kết quả như thế nào thì không ai biết, Lý Dục Thần đáp. Lâm Mộng Đình luôn cảm thấy không ổn lắm, nhưng vẫn làm theo lời Lý Dục Thần. Ngày hôm sau, sư phụ Vinh đã tới. Mà điều khiến Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình hết sức kinh ngạc chính là đi cùng sư phụ Vinh còn có ông chủ Vương, bên cạnh đoàn đội quản lý tài sản mới được Lang Dụ Văn phái tới để tiếp nhận quản lý tài sản của nhà họ Lý. Nhưng chị Mai không đến. Có sư phụ Vinh và ông chủ Vương gia nhập, căn nhà của họ Lý bắt đầu thành hình. Sư phụ Vinh trở thành đầu bếp trong căn nhà của họ Lý, liên lạc lại người sư huynh năm đó của Vinh Môn, xây dựng lại Vinh Môn tại thủ đô, được Lý Dục Thần ngầm cho phép. Nhà họ Lý muốn tạo thế ở thủ đô, ngoài tư bản và giới thượng lưu ra, cũng cần chút thế lực giang hồ. Sau khi Trương Điên chết, Yếu Môn gần như đã không còn tồn tại. Sư phụ Vinh vừa kêu gọi, người cũ của Vinh Môn liền hăng hái tụ tập, nhanh chóng hội tụ tại thủ đô. Biết Lý Dục Thần giết chết Trương Điên, báo thù thay cho Nhất Đao. Xuân, bọn họ đều đội ơn Lý Dục Thần. Sư phụ Vinh tự nhiên trở thành lão đại mới của Vinh Môn. Ông chủ Vương thì trở thành vệ sĩ chính của căn nhà của họ Lý, sức mạnh của Chu Sa Trưởng vừa bộc phát, hai bàn tay trần đỏ rực nhìn là dọa người. Cứ như vậy, vệ sĩ của nhà họ Lý bên trong có Vương tay thép, ngoài có Lý A Tứ, tạm thời xem như ổn định. Lúc ông chủ Vương không có chuyện gì làm, thường phụ giúp sư phụ Vinh sau bếp, Chu Sa Trưởng đập viên thịt, hiệu suất đi kèm tiêu chuẩn, còn bớt cả ga để chiên trứng. Hầu quản gia mời thêm hai người làm nữ. Một người là Má Trương, một người là Má Ngô. Ngày thường họ phụ trách quét dọn vệ sinh, mua thức ăn giúp sư phụ Vinh. Căn nhà của họ Lý lập tức trở nên náo nhiệt. Để duy trì hơi người căn nhà của họ Lý vừa tạo dựng lên và rèn luyện mọi người tương tác lẫn nhau, xây dựng bầu không khí hòa hợp, hai ngày nay Lý Dục Thần không đi làm việc của mình, du rú trong căn nhà của họ Lý. Lâm Mộng Đình ở cùng anh. Dù sao, Lâm Vân và Nghiêm Cẩn vẫn còn tính trẻ con. Nên chưa ồn đi khắp thủ đô dạo chơi. Bình thường việc học hành của hai người nặng nề, còn phải luyện tập công phu, khó có dịp đi ra một chuyến, qua ngày mùng 1 tháng 5 còn phải quay. Về đi học, Lâm Mộng Đình cũng kệ bọn họ, chỉ dặn dò không thể gây chuyện, càng không thể ỷ thế hiếp người ở bên ngoài. Ai bận phần người nấy, ngược lại là Lý Dục Thần rảnh rỗi hỏi Lâm Mộng Đình, Mộng Đình, cảnh giới của em tăng lên nhanh hơn dự đoán của anh, hiện tại đã có thể dùng nhẫn không gian. Lâm Mộng Đình còn không hề hay biết, tay chân và trái tim không biết đặt ở đâu, chỉ có thể khế nhắm mắt lại, tùy anh thao túng. Tay tại Lý Dục Thần mơn trớn trên điểm đỏ như máu kia, lúc trước điểm đỏ kia mới chỉ như ba nốt ruồi, bây giờ đã hoàn toàn nở rộ, giống như ba cánh hoa kiều diễm. Cảnh giới của em tăng lên rất không bình thường, hóa ra là do cái này, Lý Dục Thần lẩm bẩm. Hả, nguyên do gì, lúc này Lâm Mộng Đình mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn ngực mình. Em đã nhiễm huyết khí thiên ma của anh, Lý Dục Thần kéo lại quần áo giúp cô, có hơi lo lắng nói, đi con đường thiên ma, tiến triển cực nhanh, nhưng tâm ma cũng sẽ càng ngày càng mạnh theo sự tăng trưởng của pháp lực và cảnh giới. Cũng may em chỉ là chịu ngoài ra, không giống anh, huyết mạch tự sinh ra, ma tâm ở bên trong. Anh truyền cho em một bộ công pháp, em cố gắng tu luyện, tiêu hóa hết sức mạnh thiên ma này. Trái tim bối của Lâm Mộng Đình bình tĩnh trở lại. Nhưng lại thoáng qua chút mất mát vô hình, cô gật đầu nói, ừ, em nghe anh. Lý Dục Thần lại nói, anh có huyết mạch thiên ma, đây là sự thật không thể chối cãi. Hiện tại cuối cùng anh cũng hiểu ra, dụng ý của sư phụ khi để anh xuống núi rèn luyện. Ma tâm ở bên trong, dù cho bước vào kiếm trận vạn tiên cũng không thể đánh tan, chỉ có kết cục thân xác và thần hồn đều diệt. Muốn trừ khử tâm còn phải dựa vào chính anh, trải qua đủ loại kiếp nạn, nhìn thấu quá khứ và tương lai. Giải quyết xong duyên phận cùng ơn thù, mới có thể không ràng buộc, tiêu dao ngoài đời. Dục Thần, thật sự là làm khó anh, Lâm Mộng Đình dùng ánh mắt si mê và lo lắng nhìn Lý Dục Thần, lúc trước em còn ngây thơ mờ mịt, từ khi trải qua nhiều chuyện như vậy, em dần dần hiểu ra. Nhìn bên ngoài, anh không gì không làm được, thực ra anh mới là người khổ nhất trên đời. Dục Thần, em không thể giúp đỡ anh cái gì, em chỉ muốn nói, những lúc anh cảm thấy khổ sở thì tuyệt đối đừng làm khó mình. Cần em làm gì, anh cứ nói cho em, chỉ cần có thể khiến anh vui vẻ, bảo em làm gì em cũng bằng lòng.
Lý Dục Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Lâm Mộng Đình, cười nói, em hiểu anh. Lúc trước anh cũng không hiểu, hiện tại mới hiểu rõ những thứ này. Muôn vàn khó khăn anh đều không sợ, chẳng phải chỉ là trừ khử ma tâm sao, mẹ anh có thể hạ quyết tâm làm được, sao anh lại không thể? Dì là nữ tử hiếm thấy nhất thế gian, Lâm Mộng Đình nói. Em còn gọi là gì? Lý Dục Thần nhìn Lâm Mộng Đình, nhẹ nhàng quẹt mũi cô. Mẹ, Lâm Mộng Đình cúi đầu xuống, nhỏ giọng kêu, giọng nói lộ vẻ ngại ngùng và hạnh phúc. Hầu Thất Quý hỏi Lý Dục Thần, anh có muốn tham gia yến tiệc mừng thọ của Tân gia không? Nếu tham gia thì chuẩn bị quà tặng như thế nào? Lý Dục Thần suýt chút nữa quên việc này, nhưng Hầu Thất Quý làm quản gia căn nhà của họ Lý, ông ta sẽ không quên. Ông cảm thấy tôi có phải đi không? Lý Dục Thần hỏi Hầu Thất Quý. Hầu Thất Quý trả lời, cậu chủ, nếu cậu đã hỏi tôi, vậy tha thứ cho tôi cả gan nói. Nếu tôi nói, vẫn nên đi thì hơn. Vì sao chứ? Tôi biết cậu chủ không để Tân gia vào mắt, nhưng mặc dù ở thủ đô, Tân gia không bằng được bốn gia tộc lớn, thì nói cho cùng cũng là một nhân vật. Cậu không để Tân gia vào mắt, như vậy người của toàn thủ đô đều sẽ cho rằng cậu Lý mắt cao hơn đỉnh, không coi ai ra gì. Tuy bản thân cậu không quan trọng vấn đề này, nhưng nhà họ Lý là một gia tộc, về sau phải bám rễ sinh tồn tại thủ đô, phải liên hệ với những người này. Mạnh Tử nói, đê đê âm sức ra mà giả làm sự nhân, gọi là đạo bá. Đem đức ra mà thực làm sự nhân, gọi là đạo vương. Nhà họ Lý muốn quay trở lại vị trí thế gia đệ nhất được thiên hạ công nhận, ngoài bản lĩnh và sức mạnh ra còn cần lòng người. Ý của ông là muốn tôi lấy lòng Tân gia? Tất nhiên không phải, Hầu Thất Quý đáp, cậu chủ đi là cho ông ta mặt mũi, cũng bày tỏ thái độ với người giang hồ và thế gia thủ đô, cậu và nhà họ Lý không phải là cao không thể với tới. Đến lúc đó, cậu chủ có thể tùy cơ ứng biến. Nếu Tần gia bày tỏ sự thân thiện với cậu, cậu lại cảm thấy người này có thể kết giao. Vậy thì làm bạn bè. Nếu không phải người có thể kết giao, vậy đi thẳng, từ đây không qua lại với nhau. Nếu ông ta làm khó dễ tôi thì sao? Lý Dục Thần cười hỏi. Vậy thì dứt khoát xốc bàn, dẫm lên Tân gia leo lên trên, Hầu Thất Quý cúi đầu nhìn thoáng qua tay đã khỏi hẳn của ông ta, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, có người bày yến hội thay chúng ta, mời toàn nhân vật nổi danh thủ đô, cơ hội nổi tiếng tốt như vậy tìm nơi nào nữa. Lý Dục Thần cười ha ha. Chỉ vào Hầu Thất Quý nói, đây còn là ông chủ Hầu đánh cương thi, nhặt nguyên bảo dưới mặt đất mà tôi biết sao. Mặt già của Hầu Thất Quý đỏ ứng, ngượng ngùng nở nụ cười. Căn nhà họ Lý đang bắt đầu thành hình, sau vài ngày thích hợp, tất cả mọi người đều đã quen thuộc và thích ứng với thân phận của mình. Lúc đầu, Lý Dục Thần còn lo lắng, sư phụ Vinh và ông chủ Vương là những người kiêu ngạo, họ đã sớm quen biết với anh nên sẽ không phục vị quản gian Hầu Thất Quý này. Nhưng sự thật chứng minh rằng những lo lắng của anh là dư thừa. Hai người này căn bản không quan tâm bị ai quản lý, niềm vui lớn nhất của bọn họ là được cùng nhau tranh cãi. Những món ăn ngon do sư phụ Vinh nấu đều nhận được sự nhất trí khen ngợi của mọi người. Ngày đó, Vương Bách Thuận không mời mà đến nhà họ Lý ăn một bữa cơm. Sau khi ăn những món do sư phụ Vinh nấu, ông ta liên tục khoe khoang nói rằng tay nghề của sư phụ Vinh có thể thăng cấp thành một trong 10 đầu bếp nổi tiếng hàng đầu thủ đô. Na Nhữ Bình, Tiêu Minh Hạc, Bạch Kính Đình cũng đều đến đây một lần, cũng đều hết lời khen ngợi. Trước khi rời đi, Bạch Kính Đình nói với Lý Dục Thần, chú ba của tôi nhờ tôi nhắn hỏi khi nào cậu đến Bạch Vân Quan. Lý Dục Thần tính toán từng ngày, tới thủ đô nhiều ngày như vậy, anh đã làm rất nhiều việc, nhà họ Lý cũng trở về, ở thủ đô cũng có sản nghiệp, nhưng lại trì hoãn chuyện quan trọng này. Bây giờ mọi thứ đã ổn định. Đã đến lúc đến Bạch Vân Quan để gặp Vương Sùng Tiên đạo trưởng trong truyền thuyết kia. Anh nói với Bạch Kính Đình, ngày mai tôi sẽ đến Bạch Vân Quan thăm Bạch đạo trưởng. Bạch Kính Đình tự đi hồi âm. Nghĩ đến việc gặp được Vương Sùng Tiên, Lý Dục Thần không khỏi có chút mong đợi. Đánh giá từ nhiều dấu hiệu khác nhau, Vương Sùng Tiên là người tham gia và chứng kiến thảm án năm đó của nhà họ Lý, chỉ cần ông ta xuất quan, sự thật sẽ được tiết lộ. Nhưng trong lòng anh cũng lo lắng rằng sự thật có thế là điều mà anh không hy vọng nhất. Có đôi khi, có một số việc thà không biết còn hơn biết. Nhưng đôi khi, có một số điều nhất định phải biết dù hậu quả khó có thể thừa nhận. Lý Dục Thần triệu tập mọi người trong nhà họ Lý, tổ chức một cuộc họp, thực hiện một số sắp xếp đơn giản. Tới Hoàng Hòn, anh lại dẫn bọn họ đến miếu. Hoàng Đại Tiên ở một con hẻm gần đó.
Ngoại trừ Lâm Mộng Đình, tất cả mọi người đều không biết tại sao đang yên đang lành mà cậu Lý lại dẫn bọn họ đến miếu Hoàng Đại Tiên làm gì. Chẳng lẽ muốn cầu xin thân linh phù hộ? Nhưng Hoàng Đại Tiên thì tính là thân linh gì, cũng không phải là Phật Tổ Tam Thanh. Cho đến buổi tối hôm đó, Hoàng Đại Tiên trong miếu đột nhiên xuất hiện trong sân của nhà họ Lý, điều này khiến Lý A Tứ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Ngoại trừ Má Trương và Má Ngô đang ngủ say, những người khác đều bị Lý Dục Thần gọi ra sân. Hoàng Đại Sơn phàn nàn nói với Lý Dục Thần, các người cũng náo nhiệt mấy ngày rồi, sao đến bây giờ mới gọi tôi? Tôi còn tưởng cậu không cần tôi nữa. Lý Dục Thần cười nói, sao tôi lại dám không cần ông chứ? Ông là đại tiên mà. Hoàng Đại Sơn cười ha ha, không dám nhận, không dám nhận, ông ta khom người hành lễ với mọi người, sau này xin hãy chiếu cổ nhiều hơn. Mọi người vẫn còn đang khiếp sợ, chưa phục hồi tinh thần lại. Lý Dục Thần nói, được rồi, ông thực sự cho. Rằng mình là thần tiên sao? Mau lột da của mình ra và hiện nguyên hình đi. Hoàng Đại Sơn không dám không nghe, bất đắc dĩ đối trở lại dáng vẻ con trồn của mình. Lúc này, mọi người mới chợt hiểu được hóa ra kia chỉ là một con trồn thành tinh. Cũng may bọn họ đều là những người từng trải đời, ngay cả hầu quản gia không biết võ thuật cũng đã từng xông vào cố mộ và đánh nhau với cương thi. Cho nên khi Hoàng Đại Sơn hiện hình, mọi người cũng rất thoải mái, khá buông lỏng. Lý Dục Thần nói, sự an toàn của nhà họ Lý những năm qua đều nhờ có Đại Sơn. Ông ta tương đương với hộ pháp của nhà họ Lý, sau này cũng sẽ tiếp tục giữ chức vụ này. Ông chủ Vương và A Tứ phụ trách an ninh của nhà họ Lý, sau này mọi người có thể hợp tác với Đại Sơn nhiều hơn. Ông chủ Vương cười hì hì chắp tay nói, hóa ra là thần hộ pháp, thật ghê gớm quá, lão Vương hữu lễ. Hoàng Đại Sơn thấy ông chủ Vương khách khí và gọi mình là thần hộ pháp thì rất hưởng thụ, cũng giơ hai chân trước nhỏ ngắn đứng dậy, chắp tay đáp lễ, không dám, không dám. Mọi người đều buồn cười trước hành động của ông ta, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Lý Dục Thần nói Hoàng Đại Sơn là hộ pháp của nhà họ Lý, điều này hoàn toàn không hề khoa trương. Sư phụ Vinh sửng sốt, nhớ lại chuyện cũ, thổn thức nói, ông chính là con trồn kia sao? Hoàng Đại Sơn tìm thấy kẻ thù của mình, nhất thời tức giận, lắc người một cái rồi đột ngột biến mất. Sư phụ Vinh biết có chuyện không ổn nên đứng dậy nhảy lên bàn ăn. Chỉ thấy một cơn cuồng phong bất ngờ nổi lên từ đất bằng, gió cuốn lên những đám mây màu vàng, cuốn lấy sư phụ Vinh vẫn còn ở giữa không trung. Sư phụ Vinh không thể tránh né, chỉ có thế vẫy tay và tấn công vào đám mây vàng. Tuy nhiên, ông ta đã lập tức bị nhấn chìm trong những đám mây màu vàng. Được rồi, xem như xong đi. Lý Dục Thần duỗi tay ra, mây vàng thản nhiên bị thu lại. Sư phụ Vinh từ giữa không trung rơi xuống, cả người mất khống chế, đặt mông ngồi xuống đất. Mà Hoàng Đại Sơn thì đang lơ lửng giữa không trung, cái đuôi bị níu trong tay Lý Dục Thần. Lý Dục Thần tiện tay vứt đi, Hoàng Đại Sơn lộn nhào trên không rồi đáp xuống chỗ ngồi. Sư phụ Vinh phủi mông, đứng lên, chắp tay nói, không hổ là thần hộ pháp, quả nhiên rất lợi hại. Năm đó, tôi có mắt như mù nên đã mạo phạm ngài, mong ngài đừng oán trách. Hoàng Đại Sơn cười ha ha, thôi quên đi, vì những món ăn ngon trên bàn, tôi sẽ không so đo với ông. Dáng vẻ cậy già lên mặt của ông ta khiến mọi người lại bật cười to. Tuy nhiên, mọi người thực sự bội phục bản lĩnh của Hoàng Đại Sơn, có ông ta ở đây, sự an toàn của nhà họ Lý lại càng được đảm bảo hơn. Lâm Vân hỏi Lý Dục Thần, anh rể, ông ta là hộ pháp của nhà họ Lý ở thủ đô, Bạch Kinh Kinh là hộ pháp của Ngô Đồng Cư ở thành phố Hòa. Một người là Hoàng Tiên, một người là Bạch Tiên, trong hai người bọn họ thì ai lợi hại hơn? Hoàng Đại Sơn trong tay cầm đùi gà, khinh thường nói, hừ, Bạch Tiên sao có thể cùng so sánh với Hoàng Đại Tiên tôi chứ? Hả? Đột nhiên chợt nghĩ ra điều gì đó, ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, cô mới vừa nói cái gì? Bạch Kinh Kinh, là được hai cái. Lâm Vân sửng sốt một chút, trong mắt hơi. Chuyến động, nói, cái, rất đẹp, trắng như tuyết. Dáng vẻ khi biến thành hình người như tiên nữ vậy. Nè, ông gọi tôi một tiếng anh đi thì hôm nào tôi sẽ giới thiệu cho ông quen. Hoàng Đại Sơn ném đùi gà trong tay, nhảy lên vai Lâm Vân cười tâu toét, anh thật đẹp trai. Sau khi sắp xếp xong chuyện của nhà họ Lý, Lý Dục Thần đi đến Bạch Vân Quan. Lần này, Bạch Phương Hưng cung kính dần anh đến Tiểu Bồng Lai.
Tiếu Bồng Lai là nơi mà đệ tử toàn chân tu hành, không mở cửa cho người ngoài. Ngay cả khách đến thăm đạo môn thì cũng chỉ được chiên đãi ở sơn phòng, sẽ không được đến đây. Sau khi tiến vào, Lý Dục Thần mới biết hóa ra bên trong Tiếu Bồng Lai cất giấu một kết giới tinh vi. Nhìn từ bên ngoài, Tiếu Bồng Lai chỉ là một vài tu viện nhỏ, vượt qua kết giới thì trời quang mây tạnh, nước chảy róc rách, hóa ra là một thế giới khác. Ở thủ đô có thể tạo ra một vùng đất quý giá có kết giới như vậy quả thực khổng dễ, có thể xem như tìm thấy sự bình yên giữa hỗn loạn, tìm thấy sự khôn ngoan trong vụng về. Bạch Phương Hưng dẫn anh đến một cái hồ nhỏ, giữa hồ là một hòn non bộ, trên đó xây một nhà đá, không có cửa cũng không có nhà. Cậu Lý, đó chính là chỗ bế quan của sư huynh, Bạch Phương Hưng chỉ nhà đá nói. Lý Dục Thần gật đầu, hơi giơ tay về phía nhà đá, lớn tiếng nói, đệ tử của Thiên Đô, Lý Dục Thần, đặc biệt đến thăm Vương Đạo Trưởng. Mặt hồ tĩnh lặng, trong nhà đá không có chút động tĩnh nào. Bạch Phương Hưng có chút ngượng ngùng đứng ở một bên, trong lòng nói sư huynh bế quan sinh tử, không thể phá bỏ hay thành lập, 20 năm qua chưa từng xuất quan, xem ra ngay cả đệ tử của Thiên Đô cũng không thể khiến sư huynh xuất quan. Lý Dục Thần đợi một lúc rồi lại nói, nhà họ Lý ở thủ đô, cháu trai của Lý Thiên Sách, con trai của Lý Vân Hoa, Lý Dục Thần, đặc biệt đến thăm Vương Đạo Trưởng. Bạch Phương Hưng thầm nghĩ, cậu dùng thân phận đệ tử Thiên Đô còn vô dụng thì nhắc đến nhà họ Lý có ích lợi gì. Ông ta đang định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết từ lúc nào đã thấy mây đen tụ trên đỉnh đầu, nhìn qua như trời sắp đổ mưa to. Hiện tại Cốc Phú vừa mới qua, còn chưa đến lập hạ, sấm xuân cũng chưa vang lên, vậy thì giông bão đến từ đâu? Huống chi nơi này là kết giới Tiểu Bồng Lai của Bạch Vân Quan, là năm đó Trường Xuân Tử ở chỗ này tu đạo xây nên, sau lại trải qua mấy đời toàn chân trưởng giáo, mới có thể có kích thước này. Tuy kết giới nhỏ nhưng khép kín, quanh năm trời trong nắng ấm, hiếm thấy có mưa. Bạch Phương Hưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Bạch Phương Hưng chưa từng thấy nhưng Lý Dục Thần lại thấy qua rồi. Lúc trước ở phía Bắc Trường Thành, khi lôi kiếp ập đến thì chính là cảnh tượng này. Bạch Phương Hưng không dám thất lễ, lập tức hành động, gọi toàn bộ các đệ tử trong Tiếu Bồng Lai ra khỏi kết giới. Đợi đến khi bọn họ đi hết, bầu trời Tiếu Bồng Lai tối sầm xuống. Lý Dục Thần cảm nhận được mây đen trên bầu trời, cũng cảm thấy khiếp sợ, lôi kiếp của Vương Sùng Tiên này còn khủng khiếp hơn anh lúc trước. Cậu thật sự là cháu trai của Lý Thiên Sách, trong nhà đá truyền ra một giọng nói. Chính xác, Lý Dục Thần đối diện với nhà đá trong bóng tối, đáp lời. Nhà họ Lý gặp nạn, không một ai may mắn thoát khỏi, sao cậu lại sống được? Trước khi nhà họ Lý xảy ra chuyện, ông nội đã đưa tôi ra khỏi thủ đô. Cậu lớn lên ở đâu, là ai nuôi nấng cậu? Thành Phổ Hòa, là ông nội Hữu Toàn nuôi nấng tôi. Hữu Toàn, Lý Hữu Toàn. À, đúng rồi, Lý Hữu Toàn, trước khi nhà họ Lý xảy ra chuyện, ông ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Một quản gia nên không khiến mọi người chú ý, hóa ra là ve sầu thoát xác, đi thành phố Hòa. Trong nhà đá truyền đến tiếng tự lầm bẩm của người kia. Một lát sau, người kia lại hỏi, mẹ của cậu là ai? Cung Lăng Yên, Lý Dục Thần đáp. Người trong nhà đá không nói gì, dường như đang tự hỏi gì đó. Hết thảy rơi vào yên lặng. Dưới sự áp bách của mây đen, Tiếu Bồng Lai trông như một thung lũng chết không có đường ra. Tầng mây càng ngày càng dày nặng, tia chớp chồng chất trong mây, hình như đang chờ đợi thời cơ bộc phát. Sau một lúc lâu, trong nhà đá một lần nữa truyền đến tiếng nói của người kia. Tôi cần phải ra ngoài, cậu đi đi. Sức mạnh của lôi kiếp không hề tầm thường. Nếu tôi có thể thuận lợi chống chọi được lôi kiếp, đến lượt cậu, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho cậu. Lý Dục Thần không động đậy. Người kia lo lắng nói, tại sao cậu còn chưa đi? Không có việc gì, ông cứ ra đi, Lý Dục Thần nói. Người kia dường như khá sửng sốt, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa. Hòn non bộ giữa hồ lắc lư, nhà đá trên cao nhất đột nhiên tách ra, như bông hoa sen nở rộ, chia thành mấy cánh, để lộ ra chỗ nhụy hoa trung tâm đang có một người ngồi đó. Người tu hành trăm năm một kiếp, đã là thiên tư trời chọn. Một khi bỏ lỡ kiếp nạn này, lại đợi thêm trăm năm nữa cũng chưa chắc đã đến lần nữa. Trừ phi đến lúc rõ ràng độ kiếp thất bại, Lý Dục Thần mới có thể ra tay. Anh chỉ cần đảm bảo Vương Sùng Tiên còn sống là được. Tia chớp lũ lượt trên người Vương Sùng Tiên,
vô cùng vô tận, dường như có năng lượng vô hạn liên tục vận chuyển. Sát ý của trời đất tràn ngập Tiểu Bồng Lai. Vào thời khắc này, ông trời như thế đang cảnh cáo người phàm tục, muốn nghịch thiên mà đi, thiên địa bất dung, tất phải giết chết. Lý Dục Thần cũng cảm thấy hoảng sợ. Năng lượng lôi kiếp của Vương Sùng Tiên còn mạnh hơn nhiều lần lịch kiếp trước của anh. Anh thật sự lo lắng Vương Sùng Tiên cứ thế lịch kiếp thất bại, hóa thành cho bụi. Anh siết chặt Tử Vân Như Ý trong tay, tùy thời chuẩn bị ngăn lại một kích chí mạng thay ông ta. Đúng lúc này, một tiếng thét dài vang lên. Bên trong sấm chớp, một bóng người phóng lên tận trời. Đạo bào của Vương Sùng Tiên sớm đã tan thành mây khói trong ánh chớp, châm cài tóc cũng không thấy, tóc dài rối tung như điên dại. Tay ông ta cầm thanh phong dài ba thước, kiếm khí gào thét phối hợp tiếng thét dài, không ngừng quanh quẩn. Kiếm khí ngút trời, nhìn chằm chằm tia chớp, cả người xông vào trong tầng mây. Trong máy vang lên tiếng sấm nổ. Ánh chớp rậm rạp chẳng chỉ tụ tập bên trong tầng mây như bầy rắn cuồng loạn nhảy múa, bổ nhào vào Vương Sùng Tiên. Vương Sùng Tiên vung vấy thanh kiếm trong tay, kiếm quang xoèn xoẹt, kiếm khí dày đặc, ngăn cản bầy rắn cách thân thể. Lý Dục Thần mơ hồ nghe thấy tiếng sấm mùa xuân. Tiếng sấm mùa xuân này giòn vang, rất khác với tiếng sấm vang rền trong tầng mây. Anh biết, đây không phải là lôi kiếp, mà do kiếm khí trong tay Vương Sùng Tiên dẫn đến nổ tung. Lý Dục Thần âm thầm tán thưởng. Kiếm pháp Trường Xuân. Quả nhiên không tầm thường. Bầu trời Tiểu Bồng Lai dày đặc mây tĩnh điện. Giữa tầng máy, Vương Sùng Tiên chẳng khác gì một con cá trình điện đang bơi lội, toàn thân quanh quẩn kiếm khí và ánh chớp lập lòe. Trong quá trình độ kiếp không thấy có sai sót mảy may nào, có đôi khi hơi không cẩn thận sẽ biến thành cho bụi. Vương Sùng Tiên làm như vậy có lẽ là xuất phát từ tự tin, nhưng ở mức độ nào đó cũng đang bảo vệ Lý Dục Thần. Ông ta xông lên tầng mây, tia chớp sẽ không rơi xuống, Lý Dục Thần đứng trên mặt đất sẽ tương đối an toàn. Trong mắt ông ta, cháu trai Lý Thiên Sách mới tí tuổi đầu, dù tư chất có khủng bố, lại có cơ duyên lớn lao, thì tu vi có thể được bao nhiêu? Một tia chớp rơi xuống, người không còn chút cặn nào. Ông ta nào có thể tưởng được, người trẻ tuổi này đã trải qua lôi kiếp sớm hơn ông ta. Vương Sùng Tiên lăn qua lộn lại trong tầng mây, triển khai kiếm pháp Trường Xuân chổng đỡ sấm chớp. Mây đen dần dần nhạt đi, động tác của Vương Sùng Tiên cũng dần chậm lại. Một lát sau, Vương Sùng Tiên rơi xuống từ bên trong mây đen, vung vẩy trường kiếm đánh bay ánh chớp như những con rắn điện không ngừng rơi xuống đỉnh đầu. Chờ đến khi ông ta rơi xuống mặt đất, tóc dài bay bay sau lưng, lọn tóc phần phật, râu tóc trước ngực tung bay như sổng lại. Vương Sùng Tiên thở hồng hộc, hiển nhiên đã sắp đến cực hạn. Lúc này tia chớp cũng dừng lại. Mây đen bổn phía chậm rãi hội tụ lại trung ương, xoay tròn, ngưng tụ thành một đám. Tiểu Bồng Lai nghênh đón sự yên lặng ngắn ngủi. Vương Sùng Tiên nhìn về phía Lý Dục Thần, nói, còn một kích cuối cùng của sấm chớp. Tôi không dám chắc chắn có thể ngăn cản được. Cậu nhóc, cậu mau đi đi. Nếu tôi chết, cậu đến Nga Mi tìm Tố Vân Tiên cô, chuyện mà tôi biết bà ấy cũng biết. Lý Dục Thần lại đứng không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Tầng mây xoay tròn, biến thành một cái phễu khổng lồ, rìa phễu để lộ ra sắc trời màu trắng, mà chính giữa thì lại đen ngòm hơn vừa rồi. Tôi không thể đi được, tôi đi rồi, ông không chống đỡ nổi, anh nói. Cậu nói cái gì, Vương Sùng Tiên vừa bực mình vừa buồn cười, sao cậu lại biết tôi chống đỡ không nổi? Hơn nữa, nếu tôi không chống đỡ. Lý Dục Thần ung dung lên tiếng, tâm ma của ông có sinh ra bởi vì nhà họ Lý, đạo thiên lôi này có quan hệ với nhà họ Lý. Lôi kiếp có cường độ vượt quá sức chịu đựng của ông này, để tôi đón nhận thay ông đi. Ánh sáng trắng rơi xuống, trông như trụ ngọc màu trắng chống đỡ bầu trời. Năng lượng thiên lôi ấn chứa trong đó còn mạnh mẽ hơn cả tia chớp đầu tiên lúc Vương Sùng Tiên xuất quan. Vương Sùng Tiên cảm thấy bầu trời đè xuống người ông ta. Trong mắt ông ta, tia chớp kia không còn là con trăn xám bạc vừa rồi nữa, mà là một con thần long. Ông ta chật vật giơ kiếm lên, ngưng tụ tu vi suốt đời vung ra một kiếm. Nhưng ông ta biết, hoàn toàn không có tác dụng. Pháp lực còn dư lại của ông ta không đủ để đối kháng với tia chớp hùng mạnh như vậy. Thật chẳng thể ngờ, cuối cùng Vương Sùng Tiên tôi vẫn phải chết dưới lôi kiếp, trong lòng ông ta thầm nghĩ. Cũng được, chết thì chết đi. Anh Thiên Sách, tôi đến dưới suối vàng nhận tội với anh. Đúng lúc này,
tia chớp đang rơi xuống kia bỗng chia thành hai tia chớp nhỏ hơn ngay giữa không trung. Trong đó ước chừng 2/3 tia chớp hóa thành một dòng điện cực kỳ thô to đánh thẳng xuống phía Lý Dục Thần. Mà dòng nhỏ chỉ có 1/3 đánh trúng vào kiếm của Vương Sùng Tiên. Tia chớp rơi xuống đất, ầm ầm nổ tung, Tiểu Bồng Lai chỉ còn một mảnh ánh sáng trắng. Vương Sùng Tiên quỳ một chân trên mặt đất, hai tay chống kiếm, thân kiếm cắm vào trong nham thạch. Thân thể của ông ta như thể bị đào rỗng, chỉ còn lại một túi da. Đôi mắt không mở ra được, trước mắt chỉ còn một màu trắng. Trong đầu vang vọng tiếng sấm ùng ùng. Nhưng ý thức vẫn còn chút minh mẫn. Ông ta biết, lôi kiếp đã qua, ông ta còn sống, ý nghĩa là cuối cùng ông ta cũng bước vào tiên thiên. Thế nhưng, trong lòng Vương Sùng Tiên bỗng nhiên đau nhói. Đứa nhỏ nhà họ Lý kia đâu? Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại để đứa nhỏ nhà họ Lý đến cản lôi kiếp thay cho ông ta? Ông trời ơi, ông sắp đặt như thế nào vậy? Ông để cho tôi phải đối mặt với anh thiên sách đã chết đi thế nào? Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay ông ta. Một dòng nước ấm tràn vào từ huyệt thần môn, lập tức chảy khắp toàn thân. Sau khi độ kiếp, bước vào tiên thiên, 2/3 thiên nhân, rất nhiều thứ không còn như xưa. Lúc này ông ta cần nỗ lực tiêu hóa, cũng cần khôi phục pháp lực, nếu không thì ví dụ về cảnh giới tăng lên, nhưng pháp lực rỗng tuếch, không khôi phục lại được vẫn có. Bạch Phương Hưng dẫn theo mấy đệ tử nòng cốt chờ đợi bên ngoài Tiểu Bồng Lai, thấy Lý Dục Thần đi ra, ông ta lo lắng hỏi, cậu Lý, bên trong thế nào rồi? Sư huynh của tôi đâu? Lý Dục Thần đáp, hiện tại ông ta đang nghỉ ngơi, ông đi lấy một bộ quần áo, chốc nữa vào thay đồ cho ông ta. Bạch Phương Hưng biết Vương Sùng Tiên không có việc gì, tảng đá trong lòng rơi xuống đất, liên tục nói, tốt tốt tốt, không có việc gì là tốt rồi. Sư huynh xuất quan thì không còn sợ gì nữa, nhất định có thể cứu Kim sư huynh về. Hả, Lý Dục Thần nghe thấy không đúng nên hỏi lại, ông nói gì cơ? Kim đạo trưởng thế nào? Bạch Phương Hưng đáp, bên phía Bắc Mỹ truyền đến tin tức, Trung Phu Quan bị kẻ dị giáo chiếm cứ. Tôi liên hệ Kim sư huynh, làm thế nào cũng không liên lạc được. Có tin tức nói, đạo sĩ tại Trung Phu Quan đều bị bọn họ bắt đi. Xuống núi lâu như vậy. Ngoài chuyện của nhà họ Lý ra, chuyện khiến Lý Dục Thần để ý nhất chính là Thái Dương Thánh Giáo đột nhiên vùng lên ở nước ngoài. Mặc dù Kim Tam Mộc vẫn chưa bước vào tiên thiên, nhưng tu vi cao thâm, đối phó cao thủ võ đạo thông thường đều không nói chơi. Dù là tông sư võ đạo, Kim Tam Mộc cũng không sợ đấu một trận. Sao lại không tiếng động mất tích như vậy? Huống hồ sư tỷ Hướng Vãn Tinh cũng đi Bắc Mỹ. Anh biết rõ thực lực của vị sư tỷ này, vài thập niên trước đã bước vào tiên thiên. Có cô ấy tại, sao có thể xảy ra chuyện được? Lý Dục Thần vô cùng lo lắng, anh lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại Hướng Vãn Tình. Cũng may điện thoại nhanh chóng kết nối được. Ô, tiểu sư đệ, cuối cùng em cũng nhớ đến người sư tỷ này rồi à? Chị còn tưởng rằng em đắm chìm trong vòng tay phụ nữ, quên luôn sư tỷ này chứ? Nghe thấy giọng nói của Hướng Vãn Tình, Lý Dục Thần mới yên tâm. Sư tỷ, nào có chuyện đấy chứ? Em quên ai cũng sẽ không quên chị, Lý Dục Thần cười nói, khi còn bé chị đánh vào mông em, đến giờ em nhớ lại vẫn còn đau đấy. Điện thoại di động truyền đến tiếng cười như chuông bạc của Hướng Vãn Tinh, ai bảo khi còn nhỏ em không nghe lời chứ. Cũng tại em khi đó quá gầy, dinh dưỡng không đầy đủ, trên mông chẳng có chút thịt nào, đánh xuống có thể không đau. Em vẫn còn nhớ mối thù chị à, nếu không phải chị giành trước, để nhị sư huynh đến đánh vào thân thể tí tẹo kia của em. Đánh được 2 lần là mông nở hoa luôn. Hi hi, em biết sư tỷ đối xử tốt với em mà, em vẫn còn nhớ. Nhớ kỹ là được, em trưởng thành rồi, càng lớn càng đẹp trai, còn vừa trắng vừa mềm, thật muốn đánh em thêm 2 cái. Ha 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 ha, Lý Dục Thần tức xạ mặt lại, không biết sư tỷ danh ma này của mình đang nghĩ cái gì. Dục Thần, nghe nói em kết hôn à, sao không nói cho chị một tiếng, để chuẩn bị quà riêng cho em. Thuận tiện nhìn em dâu thế nào. Sư tỷ, sao có thể làm phiền vị tiên nữ như ngài chuẩn bị tục lễ thế gian này chứ? Hơn nữa, em đính hôn, khỏng phải kết hôn, bậc bề trên trong sư môn và các sư huynh đệ em không gọi. Một ai cả, chờ Mộng Đình tu hành nhập môn, tương lai em sẽ mang theo cô ấy đến thăm sư trưởng, được sư phụ cho phép rồi chính thức kết thành đạo lữ, đến lúc đó mọi người chúc mừng em cũng không muộn. Hướng Vãn Tinh nói, cũng tốt.
Em là người đứng đầu của Thiên Đô 500 năm qua, chỉ sợ thế gian chưa xuất hiện cô gái có thể xứng đôi với em, nhìn kỹ hãng nói cũng tốt. Em hoàn lại duyên trần, giải quyết xong xuôi chuyện tại thế gian, có khó xử gì cần sư tỷ giúp thì cứ việc nói. Em cũng có thể lên núi tìm những sư huynh đệ khác. Đa tạ sư tỷ, chẳng qua trước khi em xuống núi, đại sư huynh đã dặn dò, nhân duyên, con người, vào cõi trần tức không phải tiên. Chuyện của chính em vẫn dựa vào chính em đi. Thôi đi, đừng nghe đại sư huynh nói, anh ta còn bảo thủ cứng đầu hơn cả sư phụ. Vào tông môn của chúng ta tức là có duyên. Duyên của em chính là duyên của Thiên Đô, nào có thể tách biệt. Sư phụ để em xuống núi rèn luyện, bây giờ em đã đột phá tiên thiên, trở thành người đầu tiên suốt 500 năm qua sau sư phụ, đây là kiêu hãnh của toàn bộ Thiên Đô. Nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày vượt qua đại sư huynh, tức chết anh ta. Lý Dục Thần cứng họng, sửng sốt một hồi lâu mới nói, sư tỷ, đại sư huynh đã trải qua 6 lần thiên kiếp. Vậy thì thế nào chứ, chẳng phải chỉ là già đầu hơn thôi sao? Người khác 100 năm một kiếp, anh ta 50 năm một kiếp. Nhưng sư đệ em 20 năm đã có một kiếp, chẳng phải chưa tới 100 năm đã đuổi kịp anh ta rồi sao, Hướng Vãn Tình cười khanh khách nói. Lý Dục Thần bất giác cười khổ, nào có chuyện tính toán độ kiếp như vậy. 20 năm mà anh đã độ một lần lôi kiếp, đó là vì gặp được cơ duyên. Lần hai lần ba còn không biết đang ở đâu, nói không chừng phải mấy trăm năm sau. Có chuyện như vậy sao, Hướng Vấn Tình kinh ngạc nói, chị nhớ là mấy cái cứ điểm của Thái Dương Thánh Giáo ở thành phố Lạc đều bị quét sạch rồi mà, chị đã tự tay giết chết giáo chủ ở thành phố Lạc và hai tên thiên sứ cấp cao thủ, làm sao bọn chúng có thể quay trở lại nhanh như vậy? Tin tức của em có chính xác không vậy? Tin tức hẳn là chính xác, Lý Dục Thần nói. Hướng Vấn Tình trầm ngâm một lát rồi nói, bên này của chị có chút phiền phức. Chi nhánh của Hồng Môn ở Nam Dương có quan hệ không rõ ràng với Huyền Hàng Môn. Môn chủ của Huyền Hàng Môn tên là Fatima, mấy chục năm trước chị đã từng nghe nói đến người này. Khi đó, bà ta rất nổi tiếng ở khu vực Nam Dương, có rất nhiều tín đồ, được xưng là nữ Vu Tùng Lâm. Bây giờ trở nên càng ghê gớm hơn. Được mệnh danh là nữ thần Đại Mã, ngay cả chính phủ ở đó cũng nghe theo bà ta. Bây giờ chị phải đi gặp vị Fatima đó, xử lý xong mọi chuyện ở bên này thì chị mới có thể đi Bắc Mỹ. Lý Dục Thần biết Huyền Hàng Môn không phải một môn phái nhỏ, vì vậy nói, em đã từng qua lại với những người của Huyền Hàng Môn ở tiền đường. Xét theo thời gian bọn họ vào Hoa Hạ và những việc bọn họ làm, khả năng cao là bọn họ có liên quan đến Thái Dương Thánh Giáo. Sư tỷ, chị phải cẩn thận. Được rồi, chị biết, em cứ yên tâm đi, Hướng Vấn Tình nói, chỉ là chị hiện tại không cách nào dành thời gian đi Bắc Mỹ. Sư đệ, nếu em không yên tâm thì chính mình đi xem một chút đi, đến bên đấy thì em có thể trực tiếp đi tìm Vạn Thời Quân của Hồng Môn. Người này vô cùng trượng nghĩa, cũng rất có năng lực. Nếu em cũng không đi được thì có thể để Thanh Điểu truyền tin cũng được. Tuy nhiên bây giờ sư phụ có lẽ đang ở trong kiếm trận Vạn Thiên, mọi chuyện trên núi đều do đại sư huynh phụ trách. Nói thêm vài câu, Lý Dục Thần cúp điện thoại. Đỉnh Thiên Đô, kiếm trận Vạn Tiên chịu trách nhiệm bảo vệ thế giới này. Năng lượng của ngoại vực đang dao động, sư phụ trấn giữ kiếm trận Vạn Tiên, tình hình chắc chắn đang rất căng thẳng. Vậy nên quên chuyện truyền tin bằng Thanh Điểu đi. Hơn nữa, một khi lại Thanh Điểu truyền đi, chuyện này đồng nghĩa với việc. Nói rằng lần này xuống núi, sư tỷ đã không làm tốt công việc của mình. Bây giờ đại sư huynh đang nắm quyền. Sư huynh từ trước đến nay vẫn luôn nghiêm khắc, nếu mình làm như vậy, sẽ không tốt cho Hướng sư tỷ. Lý Dục Thần quyết định chờ nói chuyện với Vương Sùng Tiên xong lại nói. Vương Sùng Tiên đã bước vào tiên thiên, mặc dù Lý Dục Thần đã giúp ông gánh chịu 2/3 đạo thiên lôi cuối cùng, nhưng đây căn bản chính là một phần ông ta không đáng phải nhận, chỉ vì tâm ma quá nặng, mới khiến cho lôi kiếp mạnh hơn. Ông ta là sư huynh của Kim Tam Mộc, cũng nên đi. Hơn nữa. Khi Adam đến cầu cứu, đã đến Bạch Vân Quan, đây căn bản chính là duyên phận của bọn họ, trốn cũng không thoát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ông ta không phải hung thủ trong thảm án của nhà họ Lý năm đó, có thể nói đó là lý do khiến Lý Dục Thần không giết ông ta. Vương Sùng Tiên đang nghỉ ngơi dưỡng bệnh ở Tiểu Bồng Lai, còn cần một chút thời gian nên Lý Dục Thần đi dạo trong Bạch Vân Quan. Mấy ngày nay đang là kỳ nghỉ dài hạn, du khách năm nay đặc biệt nhiều. Mọi người đi du lịch như phát rồ, mọi danh lam thắng cảnh ở thủ đô đều đông đúc người qua lại, và Bạch Vân Quan đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Ở cổng núi và ngoài chính điện, đám đông dày đặc đến mức giống như con muỗi vào lúc xế chiều mùa hè, không thể phân biệt được phương hướng và mục tiêu mà chỉ có thể đi theo dòng người, vo ve va phải nhau, chen chúc. Lý Dục Thần lắc đầu, không rõ tại sao mọi người lại thích đi du lịch một cách khổ cực như vậy. Sau khi xem một lúc lâu, anh chợt nhận ra rằng đây là cuộc sống. Vương Sùng Tiên đánh giá Lý Dục Thần. Ông ta xem xét rất kỹ, từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, không chịu buông tha chút chi tiết nào. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ phức tạp, kinh ngạc, tò mò, hưng phấn, vui mừng, nghi ngờ. Một lúc lâu sau, ông ta mới thở dài một hơi, nói, giống. Thật sự rất giống, 3 phần giống bố, 7 phần giống mẹ. Lý Dục Thần không ngờ rằng chuyện này còn có thể chia ra tỷ lệ 3-7 như vậy, hỏi, ông biết bọn họ. Quen biết, làm sao có thể không quen biết chứ, Vương Sùng Tiên nói, ông nội của cậu và tôi coi nhau như bạn tri kỷ. Tôi lớn tuổi hơn ông ấy một chút nên ông ấy gọi tôi là anh. Lúc bố của cậu sinh ra đời, tôi còn đi coi quẻ cho anh ta. Đáng tiếc, tu vi của tôi quá nông cạn, tính toán cũng không chuẩn xác chút nào. Bây giờ nhớ lại, thực sự là chê cười. Lúc đó ông tính toán được như thế nào, Lý Dục Thần tò mò hỏi. Lúc đó tôi xem cho anh ta, không có số làm vương hầu, lại có tâm hồn tự do. Sau này anh ta không thể kế thừa nghiệp lớn của nhà họ Lý, nhưng lại là người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, bốn bể là nhà. Lúc đó tôi thậm chí còn muốn nhận anh ta làm đồ đệ, Vương Sùng Tiên nói xong, tự giễu cười, thở dài nói, không ngờ rằng anh ta còn trẻ đã gặp phải kiếp nạn như vậy, thân chết đạo tan. Tôi lại không tính toán được chuyện này, thật nực cười, cả đời tu luyện đều thành uổng phí. Vậy năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lý Dục Thần hỏi, tại sao nhà họ Lý bị tiêu diệt chỉ trong một đêm? Hung thủ là ai? Hung thủ, Vương Sùng Tiên ngẩng đầu nhìn lên trời, bỗng nhiên thở dài một tiếng, hung thủ chính là tôi. Cái gì? Lý Dục Thần cau mày, quả thật đúng như anh dự đoán. Trong vô thức, cơn giận dâng lên trong lòng. Sát khí tràn ngập lồng ngực. Ông mau nói rõ ràng chuyện này, bằng không, cũng đừng trách tôi không khách khít. Vương Sùng Tiên gật đầu, nhìn Lý Dục Thần, nói, vừa rồi nếu không phải có cậu, tôi đã chết dưới lôi kiếp rồi. Chờ tôi nói xong, tôi sẽ đem trả cái mạng này cho cậu. Vừa nãy tôi còn đang thắc mắc, nếu là cháu trai của Lý Thiên Sách thì lẽ ra mới ngoài 20 tuổi, sao có thể giúp tôi chống lại lôi kiếp? Nhưng nghe Phương Hưng nói, cậu là tiên sứ của Thiên Đô, tôi đã hiểu. Không ngờ rằng cậu lại có tiên duyên như vậy, Thiên Sách trên trời có linh thiêng, cũng thấy vui mừng. Lúc đầu, tôi không coi chuyện đó ra gì, nhưng về sau tin tức này càng truyền càng quá đáng, tôi liền đi điều tra nguồn gốc của thông tin này, phát hiện ra rằng nó truyền ra từ Nguyên Định Nhất, một vị đạo trưởng của Mao Sơn. Mao, Sơn và Bạch Vân Quan mặc dù thuộc về chính nhất đạo và toàn chân đạo, nhưng đều là đạo môn chính thống. Mà đạo trưởng Nguyên Định Nhất lại là nhân vật đức cao vọng trọng, chắc hẳn sẽ không nói lung tung. Tôi đã đến nhà họ Lý, dùng pháp thuật để nghiệm chứng thân phận của mẹ cậu. Nếu tin đồn là sai, tôi sẽ đính chính lại giúp cô ấy. Với tư cách là chủ nhân của Bạch Vân Quan, lời nói của tôi vẫn có chút trọng lượng. Tôi vốn tưởng rằng ông nội của cậu nhất định sẽ đồng ý, không ngờ rằng ông ấy lại thẳng thừng từ chối tôi. Ông ấy nói Cung Lăng Yên đã gả vào nhà họ Lý. Bất kể thân phận quá khứ ra sao thì cũng là người đều là người nhà họ Lý. Người trong sạch không cần tự mình giải thích, không cần phải để ý đến lời chỉ trích của người khác. Kể từ đó, tôi đã biết lời đồn bên ngoài đại khái là sự thật. Tôi lo lắng cô ấy sẽ mang đến tai họa cho nhà họ Lý, cho nên đã cố gắng hết sức để thuyết phục ông nội cậu. Nhưng ông ấy chính là không chịu đồng ý. Sau đó, có một vài chuyện xảy ra khiến tôi xác định Cung Lăng Yên thật sự là ma nữ. Lý Thiên Sách, ông nội của cậu đã đi mời Bạch Cảnh Thiên chữa bệnh cho Cung Lăng Yên. Tuy nhiên, Bạch Cảnh Thiên sau khi đến đó lại bỏ về. Tôi cảm thấy kỳ lạ, nên bảo Phương Hưng đến hỏi. Nhưng Phương Hưng cũng không hỏi được gì cả. Tôi càng cảm thấy kỳ lạ hơn nên đến hỏi trực tiếp. Lúc này Bạch Cảnh Thiên mới nói cho tôi biết, nói là Cung Lăng Yên mang thai, Lý Thiên Sách nhờ ông ta giúp ngăn chặn ma khí để nó không xâm nhập vào cái thai. Một mặt Bạch Cảnh Thiên cảm thấy bản thân không thể làm được, mặt khác cũng không dám chữa bệnh cho ma nữ, sợ dính líu đến ma đạo. Vì vậy đã từ chối. Sau đó, ông nội của cậu đã đến phương Nam, bí mật mời Hồ Vân Thiên, người lúc bấy giờ cũng nổi tiếng ngang với Bạch Cảnh Thiên. Để bảo vệ Hồ Vân Thiên, chuyện này được tiến hành cực kỳ bí mật.
Bọn họ thậm chí còn sắp xếp một hồi đại hội hạnh lâm Nam Bắc ở Bạc Châu, khiến Hồ Vân Thiên cố ý thua Bạch Cảnh Thiên. Sau đó Hồ Vân Thiên mượn cơ hội này biến mất, mọi người cũng cho rằng sau khi thua cuộc thì ông ta đã quy ẩn núi rừng. Chuyện này không có nhiều người biết, tôi cũng là một trong số đó. Bởi vì tôi vẫn thường xuyên ra vào nhà họ Lý để khuyên nhủ ông nội của cậu. Ông nội của cậu cũng không đề phòng tôi. Hay, cũng chính là bởi vì ông ấy không phòng bị tôi, để cho tôi biết được sự thật, mới hại bác sĩ Hồ. Lý Dục Thần cau mày, nói, ông giết Hồ Vân Thiên ư. Không phải là tôi, Vương Sùng Tiên nói, tuy tôi không giết ông ta, nhưng ông ta vì tôi mà chết. Chuyện Hồ Vân Thiên chữa bệnh cho Cung Lăng Yên, là do tôi để lộ ra ngoài. Khi đó tôi suy nghĩ rất đơn giản, bởi vì chỉ có ông ta có thể đến gần mẹ cậu, hơn nữa ông ta là bác sĩ, ta muốn thông qua ông ta để xác nhận ma tính của Cung Lăng Yên, mẹ của cậu đã nặng đến mức nào, có thể cứu được hay không. Nhưng nhà họ Hồ ở phương Nam, tôi và ông ta không thân, cho nên tôi đã nói cho Nguyên Định Nhất và Trương Vân Phổ, thiên sư của Long Hồ Sơn, nhờ bọn họ đi tìm Hồ Vân Thiên. Tuy nhiên, cách làm của bọn họ lại trái ngược với tôi. Bọn họ tìm thấy Hồ Vân Thiên, hy vọng ông ta lấy thân vệ đạo, giết chết ma thai trong bụng Cung Lăng Yên. Nguyên Định Nhất nói rằng cô ấy là thánh nữ của ma giáo, nghi ngờ cái thai là ma thai, hơn nữa rất có khả năng là thiên ma thánh thai. Một khi sinh ra chính là thiên ma tái sinh, hậu quả không dám tưởng tượng. Hồ Vân Thiên không đồng ý với bọn họ mà vẫn tiếp tục ở lại nhà họ Lý. Không lâu sau đó, Cung Lăng Yên thuận lợi sinh ra một đứa trẻ. Vương Sùng Tiên nhìn Lý Dục Thần, muốn nói lại thôi. Nhưng khi tôi đến nhà họ Lý Thiên Sách đã sớm đưa đứa nhỏ đi rồi. Lúc ấy, chúng tôi đều cho rằng ông ấy đã gửi đứa bé cho nhà họ Chu ở Kim Lăng, cho. Nên đã phái người đến Kim Lăng điều tra. Sau đó phát hiện không có ở Kim Lăng, mọi người suy đoán là Hồ Vân Thiên đã lén mang đi, bởi vì sau khi Hồ Vân Thiên bí mật rời khỏi nhà họ Lý thì không biết tung tích đâu cả. Nói đến đây, Vương Sùng Tiên ngừng lại, thở dài một cái. Lý Dục Thần nhớ tới thi thể của Hồ Vân Thiên được phát hiện dưới đáy giếng Ngô Đồng Cự, khi đối chiếu với lời nói của Vương Sùng Tiên thì mọi thứ đều khớp. Hồ Vân Thiên sống ẩn cư ở Ngô Đồng Cư, bị đám người Nguyên Định Nhất và Trương Vân Phổ tìm được, bị buộc hỏi về tung tích của đứa nhỏ. Hồ Vân Thiên thà chết không nói, cho nên đã bị sát hại một cách dã man. Đánh giá tình trạng cái chết của ông ta, trước khi chết chắc chắn đã bị tra tấn. Thậm chí còn sử dụng một số bí thuật cực kỳ tàn nhẫn, cho nên mới có oán khí nặng như vậy. Người thực hiện bí thuật này có lẽ là Nguyên Định Nhất. Bởi vì Nguyên Định Nhất sinh ra trong vu thuật, cả người mang vu thuật. Hơn nữa bởi vì ông ta yêu Cung Lăng Yên và cực kỳ ghét Lý Vân Hoa, thậm chí cả những đứa con mà bọn họ sinh ra. Cho nên rất muốn nhanh chóng diệt trừ chúng. Phong ấn ở miệng giếng chắc hẳn là do Thiên Sư Trương Vân Phổ làm. Cho nên chất liệu cũng như thiên tinh giống với chất liệu mà Trương Đạo Viễn sử dụng, đều đến từ Long Hồ Sơn của Phủ Thiên Sư. Hồ Vân Thiên núp ở Ngô Đồng Cư rất có thể là cố ý. Bởi vì Ngô Đồng Cư cũng không phải là một nơi khó tìm, và nó lại ở thành phố Hòa. Lúc ấy, ông ta cùng ông nội Hữu Toàn đang sống tại thành phố Hòa, cách Ngô Đồng Cư cũng không xa. Khi những người đó tìm thấy Hồ Vân Thiên và phát hiện đứa trẻ không phải do ông ta đưa ra ngoài thì bọn họ sẽ tìm kiếm những manh mối khác. Thành phố Hòa nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng lại trở thành một nơi tương đối an toàn. Đây có lẽ là mưu đồ của ông nội Lý Thiên Sách, trước hết dùng nhà họ Chu ở Kim Lăng làm vỏ bọc, sau đó dùng Hồ Vân Thiên ngụy trang. Nhưng có lẽ ông ta không ngờ rằng những nhân sĩ chính nghĩa đó lại tàn nhẫn như vậy, Hồ Vân Thiên lại chết như thế. Trong lòng Lý Dục Thần đột nhiên đau xót. Bởi vì dựa vào tính toán này, Hồ Vân Thiên thật sự vì anh mà chết. Nhân đến duyên đi, không bao giờ có lối thoát. Là ai đã giết Hồ Vân Thiên? Tôi không biết chính xác ai đã làm điều đó, Vương Sùng Tiên nói, lúc ấy. Chúng tôi chia làm hai nhóm, một nhóm ở lại thủ đô để theo dõi nhà họ Lý và Cung Lăng Yên, nhóm còn lại truy tìm tung tích của Hồ Vân Thiên và đứa nhỏ. Trương Vân Phổ và Nguyên Định Nhất đều đi. Đúng không? Lý Dục Thần hỏi. Vương Sùng Tiên kinh ngạc nhìn anh, gật đầu nói, hóa ra cậu cũng biết. Còn có ai? Lý Dục Thần hỏi. Đạo trưởng Lâm Thiết Phong của phái Thần Tiêu, Nguyệt Tiên Lăng Tiên Tử của phái Vương Ốc, Vương Sùng Tiên suy nghĩ một chút. Còn có một vài người nữa đã chết trong trận chiến tấn công nhà họ Lý. Nếu người đã chết thì cũng không cần nhắc lại tên.
Đây là lần thứ ba Lý Dục Thần nghe nói đến Phái Vương Ốc, anh cũng để ý cái tên Nguyệt Tiên Lăng này. Vương Sùng Tiên tiếp tục nói, Vân Phổ Thiên Sư nói cho tôi biết về cái chết của Hồ Vân Thiên. Ông ta nói Hồ Vân Thiên cũng không chịu nói bất cứ điều gì, Nguyên Đạo Trưởng và Nguyệt Tiên Tử đã dùng một số thủ đoạn với ông ta. Ông ta cảm thấy quá tàn nhẫn và nghịch thiên nhưng lại không ngăn cản, phong ấn oan hồn thi thể của Hồ Vân Thiên trong giếng khô. Hừ, ông ta cũng biết là nghịch thiên à, Lý Dục Thần cười lạnh nói, phong ấn oan hồn trong giếng khô, chẳng lẽ đây là việc mà chính đạo nên làm sao? Không chỉ là sỉ nhục mà còn là tội nghiệp của chúng tôi. Vương Sùng Tiên xấu hổ thở dài nói. Vốn là chúng tôi đều cho rằng có thể dễ dàng bắt lấy một thế gia phú quý. Mặc dù nhà họ Lý cũng có tông sư chấn giữ, nhưng trong giới võ đạo, ngoại trừ Nam Chu Bắc Tiêu, còn ai xem trọng cao thủ của huyền môn cơ chứ? Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao lúc đó tôi không ngăn cản, luôn cảm thấy 10 môn phái lớn, tất cả cao thủ có thể đến nhà họ Lý giải quyết vấn đề mà không cần đổ máu. Điều mà tôi lo lắng duy nhất chính là người mẹ cung Lăng Yên của cậu. Nhưng chúng tôi đều đánh giá thấp thực lực của nhà họ Lý. Ngày đó, chúng tôi vừa tiến vào nhà họ Lý thì đã xảy ra xung đột. Một nhà họ Lý nho nhỏ lại có 36 vị tông sư hoặc chuẩn cao thủ tông sư mai phục, bày thành công đại trận thiên cương. Tình hình chiến đấu lúc đó cực kỳ kịch liệt. Khi ấy, đầu óc của tôi như bị chập mạch, thậm chí còn không nghĩ đến xung đột phát sinh thế nào. Chỉ bắt đầu mơ mơ hồ hồ đánh nhau. Lý Dục Thần nghe vậy cũng kinh hãi không thôi, tông sư trong giới võ đạo rất hiếm có, một tỉnh thường chỉ có 3 hoặc 5 người, ít hơn thì sẽ có 1-2 người, cả nước cộng lại cùng lắm chỉ có hơn 100 người, sao nhà họ Lý lại có thể tụ tập được đến 36 người? Vương Sùng Tiên tiếp tục nói, nếu chỉ có 36 người này thì không thành vấn đề. Chỉ là trận pháp bọn họ thành lập rất cường đại, hơn nữa hiển nhiên không phải là võ thuật mà là số thuật của huyền môn. Lúc ấy, chúng tôi đều nhận định đây là cung Lăng Yên giúp nhà họ Lý bố trí, bởi vì ma giáo cũng giỏi trận pháp, hơn nữa nghe nói đại trận ngũ hành có uy lực quỷ thần khó lường. Nhưng chúng tôi vẫn sai, cao thủ chân chính của nhà họ Lý không phải cung Lăng Yên, mà là Lý Vân Hoan, không sai, chính là bố của cậu. Một công tử với phong thái nhẹ nhàng, nổi tiếng ở thủ đô. Một tay công tử quần áo lụa là suốt ngày lang thang ở những chốn ăn chơi, tham gia những cuộc vui. Khi nói đến đây, trên mặt Vương Sùng Tiên lộ ra vẻ khó tin, tựa như qua 20 năm, ông ta vẫn chưa tin được đó là sự thật. Tuổi còn trẻ, võ công đỉnh cao, hơn nữa cả người đầy pháp thuật. Ông ta dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Dục Thần. Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử. Nếu không phải từng nhìn thấy thần thái của bố cậu thì tôi cũng không tin cậu ở tuổi này lại có thể giúp tôi chặn được một đòn sấm sét kia, cho dù cậu là đệ tử của Thiên Đô. Lý Dục Thần cũng không ngờ bố mình, Lý Vân Hoa, lại là cao thủ, trong lòng có chút kích động hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, trên mặt Vương Sùng Tiên lộ ra vẻ thống khổ, tựa như cực kỳ không muốn nhớ lại chuyện cũ này, chúng tôi giao chiến khó phân thắng bại, hai bên đều có thương vong. Lúc này, tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng. Nhà họ Lý cũng không phải là ma giáo, chỉ là chứa chấp một ma nữ, chúng tôi khởi binh vấn tội, nhưng ý định ban đầu cũng không muốn đả thương nhà họ Lý, tại sao cuối cùng lại biến thành như vậy? Tố Vân Tiên cô là người đầu tiên đưa ra nghi vấn, nhưng gặp phải sự phản đối của Nguyệt Tiên Tử. Hơn nữa tình hình chiến đấu khi đó rất căng thẳng, cũng không thể bàn bạc kỹ lưỡng được. Tố Vân Tiên cô tìm đến tôi, bởi vì tôi quen thuộc. Nhà họ Lý muốn tôi rời khỏi chiến trường, đi tìm Lý Thiên Sách, hỏi thăm tình huống, có thể nói chuyện thì cứ nói, nếu đánh tiếp nữa thì đều lưỡng bại câu thương thôi. Tôi đồng ý, nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị lúc rời đi thì lại đột nhiên gặp phải tập kích. Người tấn công tôi không phải là Lý Vân Hoa, ông ta đang chiến đấu với 5 vị trưởng môn do Nguyệt Tiên Tử cầm đầu, cũng không phải những tông sư võ đạo trong trận thiên cương, mà là người từ bên ngoài. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.